Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Ngày 8 tháng 12, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Ủy ban Quốc gia phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị tại điểm cầu Lào Cai có đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan. Theo thống kê, hiện nay toàn quốc có hơn 208.000 người nhiễm HIV/AIDS còn sống, trong đó có khoảng 122.000 người nhiễm HIV được điều trị thuốc ARV. Trong công tác can thiệp, giảm tác hại, hiện 53 tỉnh, thành phố đã tiếp cận, phân phát bơm kim tiêm sạch, bao cao su miễn phí cho 246.000 người nằm trong nhóm nguy cơ cao. Bên cạnh đó, tình hình tội phạm ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp. Các lực lượng chức năng đã phát hiện, điều tra, bắt giữ hơn 22.000 vụ với gần 34.500 đối tượng, thu giữ trên 609 kg heroin và gần 1 triệu viên ma túy tổng hợp. Đáng chú ý, chương trình điều trị người nghiện ma túy bằng methadone được triển khai ở cả 63 tỉnh, thành phố. Công tác phòng chống tệ nạn mại dâm được đẩy mạnh. Trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2017, công tác phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả. Các lực lượng chức năng đã triệt phá 211 vụ, bắt xử lý 273 đối tượng, thu giữ một khối lượng lớn ma túy. Về công tác quản lý người nghiện và cai nghiện ma túy, toàn tỉnh hiện có hơn 3.500 đối tượng có hồ sơ quản lý. Trong năm, 16 cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone đã điều trị cho gần 1.800 người. Về công tác phòng chống HIV/AIDS, toàn tỉnh hiện có hơn 1.600 người nhiễm HIV/AIDS đang sống và sinh hoạt trong cộng đồng. Tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo ngành y tế nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, xét nghiệm, điều trị phòng chống lây nhiễm HIV, tăng cường hiệu quả chương trình can thiệp, giảm tác hại và dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS, thành lập các câu lạc bộ để người nghiện ma túy, mại dâm tham gia sinh hoạt và truyền thông phòng chống HIV/AIDS như nhóm đồng đẳng, câu lạc bộ tự lực. Để thực hiện tốt công tác phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm, năm 2018, tỉnh Lào Cai tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tập trung chỉ đạo công tác đấu tranh các chuyên án, địa bàn trọng điểm nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với hoạt động ma túy mại dâm, tăng cường nguồn lực cho công tác phòng chống HIV/AIDS từ nguồn xã hội hóa, ngân sách địa phương. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 8 tháng 12, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu thanh niên Lào Cai đi dự Đại hội đại biểu đoàn toàn quốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi gặp mặt. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Hà Đức Minh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai đã báo cáo thời gian, thành phần, lịch trình, tình hình chuẩn bị của đoàn trước khi tham dự đại hội. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thành phố Hà Nội. Đoàn Thanh niên tỉnh Lào Cai tham dự đại hội lần này có 13 đại biểu, đại diện cho hơn 54.000 đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh. Trong thời gian diễn ra đại hội, đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai sẽ tham gia 8 diễn đàn ý nghĩa dành cho thanh niên về chính sách thanh niên, khởi nghiệp sáng tạo, tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới. Hướng tới Đại hội đại biểu đoàn toàn quốc lần thứ 11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động nhiều phong trào thi đua tới các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên toàn tỉnh. Đến nay, đã có 394 công trình thanh niên cấp cơ sở, 19 công trình thanh niên cấp huyện, 2 công trình thanh niên cấp tỉnh chào mừng Đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu đoàn toàn quốc lần thứ 11. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu đoàn đại biểu tham dự đại hội cần chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế, kế hoạch trong thời gian diễn ra đại hội, tích cực tuyên truyền quảng bá về Lào Cai, nhất là các chương trình phát triển kinh tế xã hội và du lịch trên địa bàn tỉnh tới bạn bè trong nước, đem những tâm tư nguyện vọng của tuổi trẻ địa phương đến với đại hội, nhiệt tình, năng động tham gia các diễn đàn, tiếp thu tinh thần của đại hội để về tuyên truyền phổ biến cho đoàn viên thanh niên trong tỉnh ngay sau Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ 11. Ngày 8 tháng 12, Huyện ủy Bảo Yên đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 của Đảng cho 315 cán bộ, đảng viên, các chi đảng bộ, khối cơ quan trực thuộc Đảng bộ huyện. Tại hội nghị, các đảng viên đã được nghe báo cáo viên Ban tuyên giáo tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và truyền đạt một số nội dung của nghị quyết số 18 Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nghị quyết số 19 về đổi mới, cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị quyết số 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới.
Thông qua việc học tập quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 của Đảng sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên, các chi đảng bộ, khối cơ quan trực thuộc Đảng bộ huyện Bảo Yên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của các nghị quyết Trung ương 6 khóa 12, vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của các đảng viên ở các cơ quan, đơn vị, tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân, tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức kết nạp đảng viên thứ 120 trong năm 2017, qua đó vượt 20% kế hoạch phát triển đảng viên trong năm nay. Là người thứ 120 trong năm 2017 được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp là bà Nguyễn Thị Nhẫn, 59 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Nhẫn Hồng Ngọc Việt. Việc các doanh nhân có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng hiện nay không chỉ nâng cao về đối tượng, chất lượng, độ tuổi mà còn khẳng định sự quyết tâm phấn đấu của đội ngũ doanh nhân. Kết quả này cũng phản ánh sự quan tâm của Đảng ủy khối doanh nghiệp đã không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền vận động, bồi dưỡng chính trị và tạo thuận lợi cho các doanh nhân có nguyện vọng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhẫn Hồng Ngọc Việt có gần 30 lao động, hầu hết trẻ tuổi. Việc giám đốc doanh nghiệp Nguyễn Thị Nhẫn được kết nạp vào Đảng là điều kiện thuận lợi để các lao động trong doanh nghiệp tiếp tục phấn đấu thi đua lao động, sản xuất, xây dựng công ty phát triển bền vững, qua đó phát hiện, bồi dưỡng thêm nhân tố mới để đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tính đến thời điểm hiện nay, Công an thành phố Lào Cai đã lắp đặt 110 camera giám sát an ninh giao thông trên địa bàn nhằm phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp, điều tra và xử lý tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông. Hệ thống camera được lắp đặt trên các trục đường chính, điểm phức tạp về an ninh trật tự và nút giao thông trọng điểm. Tất cả các camera được kết nối về trung tâm điều hành tại trụ sở Công an thành phố Lào Cai để thuận tiện trong việc quản lý giám sát. Được biết, từ khi hệ thống camera giám sát được lắp đặt trên địa bàn thành phố Lào Cai đã mang lại hiệu quả rõ nét trong việc kiểm soát an ninh, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, răn đe tội phạm. Đặc biệt đã trợ giúp rất hiệu quả cho công tác điều tra các vụ việc như va chạm giao thông, trộm cắp tài sản. Trong thời gian tới, Công an thành phố Lào Cai sẽ tổ chức lắp đặt camera tại các cơ quan đơn vị, khu dân cư theo hình thức xã hội hóa, đồng thời triển khai xử lý người vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát. Với sự tham gia của hơn 600 học sinh, phụ huynh, thầy cô giáo của trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, ngày hội STEM đã thực sự trở thành hoạt động giáo dục có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển mô hình giáo dục STEM tại thành phố Lào Cai. STEM được biết đến là mô hình giáo dục hiện đại trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Tại ngày hội, các thầy cô giáo và các em học sinh trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn đã được chứng kiến và trực tiếp tham gia thực hành các thí nghiệm liên quan các phản ứng hóa học với bazơ, với khí nitơ lỏng vô cùng hấp dẫn và thú vị như làm quả bóng bay co lại, làm bông hồng đóng băng, làm kem ngay tức thì, dùng chuối đóng đinh. Bên cạnh đó, các em còn được thực hành các hoạt động STEM như thí nghiệm khoa học, toán học ứng dụng, sáng tạo khoa học, chế tạo đồ chơi. Ngày hội STEM tại Lào Cai còn được tổ chức tại trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng và tập huấn hoạt động giáo dục STEM dành cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán của 40 trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Lào Cai. Mang hơi ấm đến học sinh vùng cao, đó là chương trình thiện nguyện vừa được tổ chức tại trường Trung học phổ thông số 3 huyện Văn Bàn. Trên 250 học sinh khó khăn đã được nhận quà từ các nhà hảo tâm. Năm học 2017-2018, trường Trung học phổ thông số 3 Văn Bàn có 300 học sinh ở bán trú tại trường, trong đó 200 em thuộc diện hộ nghèo, 40 em mồ côi cha hoặc mẹ và 4 trường hợp đặc biệt khó khăn mồ côi cả cha mẹ. Bằng nhiều kênh thông tin, các nhà hảo tâm đã trực tiếp đến thăm và trao tặng cho các em gồm 230 chiếc chăn, màn mới, 500 bộ quần áo các loại và các nhu yếu phẩm cần thiết. Dịp này, 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng được trao tặng 2 triệu đồng tiền mặt. Tổng trị giá đợt tình nguyện gần 100 triệu đồng. Hôm nay được nhà hảo tâm, các cô, chú đến tặng quà. Chúng em và các bạn cảm thấy rất vui. Em xin hứa sẽ cố gắng học tập, cho dù có khó khăn em cũng sẽ cố gắng vượt qua. Chỉ tính riêng trong tháng 11 và đầu tháng 12, huyện Văn Bàn đã có 10 đoàn thiện nguyện đến trao tặng hàng nghìn chiếc chăn, quần áo rét mới, cùng các vật dụng thiết yếu khác và nhiều suất học bổng tặng cho học sinh nghèo vượt khó. Qua đó phần nào sẻ chia giúp đỡ học sinh vùng cao ấm áp hơn trong mùa đông giá rét.
Thưa quý vị và các bạn, ở các địa phương của Lào Cai, phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp đang phát triển mạnh mẽ với nhiều tấm gương khởi nghiệp đáng ghi nhận. Tại xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, mô hình chăn nuôi của đoàn viên thanh niên Nguyễn Ngọc Tạo được đánh giá là một trong những mô hình khởi nghiệp thành công, giúp khơi dậy trong thanh niên địa phương khát vọng làm giàu ngay trên đồng đất quê hương. 200 triệu đồng là số vốn để anh Nguyễn Ngọc Tạo khởi nghiệp với mô hình chăn nuôi gà thương phẩm. Trung bình mỗi lứa, anh nuôi 2.000 con. Gà được nuôi trong khoảng thời gian 4 tháng. Sau khi xuất bán và trừ chi phí, anh thu lãi được từ 50 đến 60 triệu đồng. Hơn 3 năm gắn bó với nghề nuôi gà, anh Tạo chưa từng thất bại với lứa gà nào. Sự thành công đó không phải là do may mắn, mà là thành quả của sự chăm chỉ, chịu khó học hỏi kinh nghiệm về kiến thức, kỹ thuật chăn nuôi trong suốt thời gian qua. Sau nhiều năm tôi đi làm ở ngoài, vì cái công việc ở ngoài thì nó cũng không được thuận lợi. Và tôi suy nghĩ rất nhiều về cái quyết định mà trở về hướng tới chăn nuôi của tôi. Bắt đầu từ 2012-13 tôi đã đi về và thực hiện cái ước mơ là sẽ tạo dựng một cái gì đó ở trên mảnh đất quê hương của mình. Và tôi bắt đầu nghĩ tới là sẽ đưa những cái con gà, những giống gà tốt đưa vào để phục vụ chăn nuôi. Đã từng thử sức với nhiều công việc khác nhau, nhưng cuối cùng anh Tạo lại quyết tâm đầu tư vào phát triển nông nghiệp. Chàng thanh niên Nguyễn Ngọc Tạo đã mạnh dạn bỏ cả 100 triệu đồng để xây dựng, cải tạo chuồng trại và sử dụng vốn quay vòng để tiếp tục mở rộng mô hình chăn nuôi của mình. Hiện tại, anh Tạo còn tận dụng diện tích mặt ao của gia đình, thử nghiệm nuôi giống ếch Thái Lan bố mẹ, đẻ lấy giống ếch con và đã thu được những thành công bước đầu. Nếu như ta đầu tư từ bố mẹ, cái con ếch bố mẹ đưa từ Thái Lan nó về khoảng 400-500 ngàn đưa về, thì nó sẽ rất là đạt. Nếu mà khi mà từ lòng lọc chuyển lên thành ếch giống thì mất khoảng một tháng, thì mỗi một con ếch con sẽ bán được khoảng 1.000 đến 1.100 từ khi mà con lòng lọc đến khi thành ếch giống để bán, thì đầu tư vào không mất đáng bao nhiêu tiền thuốc và cái thức ăn, cái chi phí thức ăn. Là một trong những nhân vật trẻ nhất tham gia chương trình khởi nghiệp của đài truyền hình kỹ thuật số VTC, anh Tạo đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các chuyên gia đầu ngành về chăn nuôi cũng như sự quan tâm tạo điều kiện của địa phương. Điều này giúp mô hình chăn nuôi của anh có thêm điều kiện để phát triển. Anh Nguyễn Ngọc Tạo cũng là một thanh niên trẻ nhưng cũng có rất nhiều các cái cố gắng trong cái lĩnh vực về phát triển kinh tế hộ gia đình. Thì trong những năm qua thì anh đã xây dựng các cái mô hình về chăn nuôi gà, thì cũng được các cấp các ngành kiểm tra đánh giá thì đủ điều kiện, cũng được cấp giấy chứng nhận trang trại đối với cho anh Nguyễn Ngọc Tạo. Và từ đó thì anh cũng có một cái tiền đề cơ sở và anh ấy cũng được hỗ trợ và vay vốn theo cái quy định của nhà nước. Thì từ đó anh đã đầu tư mở rộng thêm các cái chăn nuôi mô hình gà, và hiện nay anh cũng còn thêm cả cái mô hình chăn nuôi ếch. Từ những mô hình kinh tế điển hình như trên, tới thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế ngay tại địa phương, được các cấp bộ đoàn chính quyền địa phương đánh giá cao. Thì hiện nay chúng tôi đang khuyến khích đoàn viên thanh niên tiếp tục làm việc và khởi nghiệp, lập nghiệp tại địa phương. Đối với đoàn xã chúng tôi thì chủ yếu là phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp huyện tạo mọi điều kiện để thanh niên vay nguồn vốn với lãi suất ưu đãi và cái thủ tục nhanh gọn để đáp ứng cái nhu cầu phát triển kinh tế của thanh niên hiện nay. Với ý chí nghị lực của bản thân, cùng sức trẻ, Nguyễn Ngọc Tạo là gương sáng thanh niên nông thôn dám nghĩ dám làm trên đồng đất quê hương, góp phần xây dựng quê hương Bảo Thắng ngày càng giàu đẹp. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.